Con tên Trần Thị Thùy Sa. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Lạc Giáo nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lần một giờ. Nay đối trước Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm nghìn phương tiện dẫn giác khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài, làm hào lòng cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quay mắt. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng trông Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy chúng sinh muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mơ, mọi nghiệp chướng thải đều tư trừ mau đoạn, bốn cảnh được bổn tánh, bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sinh tử, thành đạo Bồ Đề. Địa ngục vị không thể bắt thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nguyện đời đời kiếp kiếp là học trò của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bảo Nguyện, Phân Thân Tập Hội, phẩm thứ hai, Hóa Thân Cùng Quyến Thuộc. Lúc đó, Phân Thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới đều đến hậu hộp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, Phân Thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na gia tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với Phân Thân đó thải đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, trọn không còn thấu chuyển. Những chúng đó từ kiếp lao xa đến nay, trâu lan trong vòng sinh tử trong sáu đường, chịu những điều khổ sở, không có lúc nào tạm ngừng dứt nhờ lòng từ bi lớn và thiện nguyện sâu dài của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, làm họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác, bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sát vòng xoa đảnh của Hóa Thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác vũ trượt giáo hóa những chúng sanh con cường như thế, lầm cho làm chúng nó điều phục bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tính ác, muốn độ chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước trong súng chúng sanh đó, hoặc có người can tánh sáng lạ nghe pháp của ta thời tín nhận, thời liền tín nhận, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có cả vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tín ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều thân độ thoát những họ chúng sanh mẫu mẫu sai khó như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra thân rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hiện hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân mua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tỷ phụ, hoặc hiện ra thân có hòn quân thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni,
Ư Bà Tắc Ư Bà Di, nhẵn đến hiện ra những thân thanh vang La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra. Đức chúng thâu đau, Địa Tạng, âm xem ta đã trải qua bao số kiếp nhập nhàn độ thoát chúng sanh. Những chúng sanh con cường, đài tậu khổ khó khai hóa như thế, ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời, phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ, ta ở cung trời đau lợi, ăn cần phó chút đai mà gán độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này, đến lúc Phật Di Lặc ra đời, đều đạt giải thoát khỏi hãng cốt điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lao xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ giác nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bòn, đầy đủ, trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hòa xa thế giới. Trong mỗi thế giới, hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân. Mẫu thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính Ngô Tam Bảo khỏi hẳn vòng sinh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bàn chừng mãi lâm tác, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ớt nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ớt nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ái Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hai thai, to hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ số kiếp lao xa đến nay, thường khoát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, xong rồi thời âm liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。